Bị bệnh tuyến giáp thì ăn gì? Câu hỏi này là câu hỏi thường ngày và mỗi ngày phải nhận được khoảng độ vài chục bệnh nhân hỏi. Thì như thế này, mỗi một cái tuyến giáp của chúng ta như nó có thể là tăng cường chức năng tuyến giáp, nó có thể là giảm chức năng tuyến giáp, hoặc nó cái chức năng tuyến giáp nó bình thường. Mà theo nguyên bản thì chúng ta có là suy giáp này, chúng ta có cường giáp hoặc là bình giáp. Nhưng làm như thế nào để mọi người biết được là mọi người cường giáp hay bình giáp hay là suy giáp thì phải dựa vào cái hormone. Cái hormone đấy thì không do siêu âm ra được mà sẽ phải là do chúng ta xét nghiệm máu, lấy máu ra để xem cái lượng hormone của bạn mọi người là cái TSH, cái T3, T4 nó như thế nào, nó tăng hay nó giảm, để từ đấy các bác sĩ kết luận. Nên là mọi người cái chế độ ăn của mọi người như thế nào chúng ta phải dựa vào cái lượng hormone là chính, chứ không phải là bác ơi tôi đi siêu âm trên này tôi thấy có một cái nhân xơ nên là tôi phải ăn uống như thế nào, cái đấy nó không quyết định nhá. Và khi mà mọi người suy giáp thì mọi người sẽ ăn khác với cả cường giáp, còn bình giáp gần như mọi người ăn bình thường. Bình giáp có nghĩa là bình thường và chúng ta ăn giống như một người bình thường, còn suy giáp là nó giảm chức năng của tuyến giáp. Thì cái gì sẽ làm giảm chức năng của tuyến giáp? Nếu mọi người ăn nhiều cái họ đậu, đặc biệt là mầm đậu nành nó sẽ làm giảm này, mọi người ăn nhiều quả mọng nó cũng sẽ làm giảm giảm chức năng tuyến giáp. Thì chúng ta có vẫn có thể là chúng ta bổ sung thêm iốt này, những rau họ cải, đặc biệt là rau họ cải còn sống nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp, thì chúng ta hạn chế bớt đi. Rau họ cải ở đây mọi người lưu ý là xà lách này, các loại rau như cải song, cải keo, cải bắp, su hào, súp lơ đều được tính là họ cải, nhưng nó phải ở dưới dạng còn sống thì nó sẽ ảnh hưởng tới chức năng tuyến giáp, chúng ta hạn chế bớt đi. Còn nếu mọi người vẫn muốn ăn chúng ta sẽ phải nấu chín hơn. Và kể cả những cái bệnh nhân suy giáp, các bác sĩ sẽ vẫn cho phép ăn đậu khoảng 3 lần một tuần, có nghĩa là chúng ta không đến nỗi phải cả cả đời chúng ta không được ăn, chỉ là hạn chế bớt. Nhưng duy nhất nếu như đặc biệt là nữ giới có những cái nội tiết liên quan tới mầm đậu nành, trong thời gian chúng ta đang điều trị suy giáp, chúng ta đang dùng hormone tuyến giáp mà điều trị suy giáp chúng ta không nên dùng. Thì ngược lại đối với những cái bệnh nhân bị cường giáp, tức là nó đang tăng cường những chức năng tuyến giáp lên, thì chúng ta sẽ phải ăn ngược lại với suy giáp, là mọi người ăn nhiều rau cải xanh lên cũng được, mọi người ăn nhiều cái quả mọng lên, mọi người hạn chế bớt iốt đi, và mọi người có thể ăn họ đậu tăng cường lên là cũng được. Nên đừng có nghe là có một bác đấy cũng đi làm đi khám về tuyến giáp, các bác sĩ bảo là cái này về phải kiêng đậu nhá, cái này về phải kiêng rau cải nhá, thế là về nhà truyền tay nhau, thế là tất cả những bệnh nhân tuyến giáp, kể cả những bệnh nhân chỉ có những cái nhân xơ rất là lành tính thôi, thế là cả đời không dám động đến đậu phụ, không dám động đến rau cải, không dám động đến quả mọng, là cái này là hoàn toàn sai lầm nhá. Cái này mọi người phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước. Còn bác sĩ Hoa lên cái video này hy vọng là mọi người có thể thoải mái hơn cho cái vấn đề ăn uống của mình.